kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình Lê Thủy thực hiện. Mở đầu là phần tin phản ánh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế xã hội vừa diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có phóng sự xã Văn Thủy thành lập tổ hợp tác sản xuất tinh bột nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nông dân huyện Lê Thủy vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023. Trong quý 1 năm 2018, Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo 28 hội cơ sở tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cấp cơ sở đã bầu 308 ủy viên ban chấp hành, 90 ủy viên ban thường vụ, trong đó có một đồng chí là nữ chiếm tỷ lệ 3,6%, đồng thời bầu 126 đại biểu chính thức và 24 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lệ Thủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2018 này. Đến nay, Hội Nông dân huyện đã có quyết định chuẩn y, ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt theo kết quả đại hội. Một số hội cơ sở đã tiến hành thành lập ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể các chức danh đã được bầu. Vừa qua, Liên minh Hợp tác xã Quảng Bình đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Các thành viên trong hội đồng quản trị, ban giám đốc của 109 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Lệ Thủy đã được trang bị một số kỹ năng về quản trị nhân lực như khái niệm tổng quan, phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân lực, đào tạo, đãi ngộ và quan hệ lao động. Hợp tác xã và quỹ tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với bà con xã viên, nhất là ở một địa phương thuần nông như Lệ Thủy. Vì vậy, lớp tập huấn đã giúp đội ngũ kiểm soát viên nắm vững những vấn đề cơ bản liên quan đến công tác quản lý, công tác nhân sự. Qua đó thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn một cách rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực kinh tế hợp tác xã. Trồng rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, ngay từ đầu năm, huyện Lệ Thủy đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018. Ngoài việc thực hiện có hiệu quả chính sách giao đất giao rừng ngay trước khi bước vào vụ trồng rừng mới, huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các địa phương có rừng, các hộ gia đình chủ động tiến hành xử lý thực bì, chủ động nguồn cây giống. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác chuẩn bị chu đáo nên đến thời điểm này, huyện Lệ Thủy đã trồng được 583 ha rừng tập trung, đạt gần 60% kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Châu và hạt kiểm lâm huyện hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng trồng, cách chọn các loài cây giống chất lượng cao đảm bảo yêu cầu và đạt sản lượng thu hoạch đã đề ra. Hiện nay, cả đơn vị chức năng đang khuyến khích bà con chuẩn bị đất và giống để tiếp tục trồng những diện tích rừng còn lại. Phần đầu từ nay đến cuối năm trồng mới thêm 400 ha rừng. Để đáp ứng yêu cầu đưa bộ môn bơi lội vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn, thời gian qua huyện Lệ Thủy đã huy động nhiều nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng các bể tập bơi cho học sinh. Kế hoạch phòng chống đuối nước và tiến tới phổ cập bơi an toàn cho học sinh của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai có hiệu quả. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của cả cộng đồng, nhất là phụ huynh học sinh, đến nay sau một năm thực hiện chương trình, huyện Lệ Thủy đã xây dựng được 6 bể tập bơi, trong đó 4 bể đã đưa vào hoạt động, 2 bể đã hoàn thành và trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Ngoài ra đang tiếp tục thi công một bể bơi tại trường tiểu học Hoa Thủy, đang thi công và triển khai đề án xây dựng 3 bể bơi khác tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, trung học cơ sở Sen Thủy, trung học cơ sở Hồng Thủy. Tổng mức đầu tư cho các bể tập bơi lên đến gần 3 tỷ đồng, trong đó Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư 1,7 tỷ đồng để xây dựng bể bơi dành cho học sinh. Bể bơi được thiết kế theo tiêu chuẩn đáp ứng việc học bơi của học sinh và luyện tập thi đấu. Các bể bơi này do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện quản lý. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất tinh bột nghệ đang được xem là nghề mang lại nhiều lợi nhuận cao đối với bà con nông dân xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy. Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất thủ công manh mún nhỏ lẻ, vừa qua xã Văn Thủy đã thành lập tổ hợp tác chế biến, xây dựng thương hiệu, tiến tới đăng ký chất lượng sản phẩm, mở ra hướng đi mới trong sản xuất tinh bột nghệ trên địa bàn, góp phần thực hiện đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp. Cây nghệ được trồng lâu đời ở địa bàn huyện Lệ Thủy nói chung và xã Văn Thủy nói riêng. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, khi tinh bột nghệ được xem là dược liệu quý mang lại nhiều lợi ích cho con người, từ công dụng làm đẹp đến việc phòng ngừa nhiều loại bệnh, thì giá trị của cây nghệ càng được nâng cao. Để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương theo đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp, chính quyền xã Văn Thủy đã thực hiện một số chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên hội nông dân thành lập tổ hợp tác sản xuất tinh bột nghệ ứng dụng công nghệ cao. Ở đây thì là bà con chủ yếu là chỉ có chế biến theo dạng là phơi khô rồi là lấy bột
Nhưng hiện nay thì theo quy trình sản xuất thì là chế biến tinh bột. Thì được cái tình hình đó thì ủy ban xã đã có cái sự chỉ đạo ông thành lập thì cho cả cái thành viên của tổ hợp tác đi tham quan một số cái đơn vị ở phía Bắc để được kinh nghiệm về thành lập tổ hợp tác sau cái chế biến. Thì đã đi các cái ở Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, sau đó thì mua máy ở là Nam Định. Thì đến nay thì đã thành nhà xưởng trong cái quy trình là sản xuất khép kín. Tháng 8 năm 2017, tổ hợp tác chế biến tinh bột nghề xã Văn Thủy ra đời với 13 thành viên, trong đó tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành và quản lý chung. Tham gia tổ hợp tác, mỗi thành viên góp vốn 35 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy hỗ trợ 60 triệu đồng để hoạt động. Với nguồn vốn ban đầu này, tổ hợp tác đã mua sắm các loại máy theo dây chuyền phục vụ sản xuất tinh bột nghề như rửa củ nghề, nghiền, lọc, sấy, đánh tinh bột nghề cùng một số thiết bị khác. Có ngày là mình có thể làm đến là 2 đến 3 tấn củ nghề, và đồng thời là coi mình cũng là cử người là sấy, rồi là coi là cử người đóng bao bì. Thì cũng có ngày là làm đến 5 đến 7 người, nhưng cũng có ngày là làm 2 đến 3 người trong một ngày. Vậy là do là tổ trưởng điều hành sắp xếp công việc để cho phù hợp. Chỉ mới 4 tháng đi vào hoạt động, tổ hợp tác đã thu mua trên 30 tấn củ nghệ tươi trên địa bàn xã và khu vực lân cận, đồng thời sản xuất thành phẩm được 1,8 tấn tinh bột nghệ. Bên cạnh đó, tổ hợp tác còn mạnh dạn sản xuất được thêm một số sản phẩm như tinh bột nghệ đen, bột nghệ vàng nguyên chất, tinh bột gừng. Được thị trường tiêu dùng chấp nhận, sản phẩm làm ra được đưa đi tiêu thụ khắp vùng và được trưng bày giới thiệu ở một số tỉnh thành để mở rộng thị trường. Tinh bột nghệ được sản xuất từ củ nghệ địa phương có giá 400.000 đồng 1 kg và bước đầu được người tiêu dùng ưa chuộng. Mặc dù đi vào sản xuất chưa lâu, nhưng các thành viên trong tổ hợp tác đã có lợi nhuận. Mỗi người mỗi tháng chỉ tham gia 15 ngày công cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Hiện nay tổ hợp tác đã cho ra cái sản phẩm tinh bột nghệ có thương hiệu, là tạo công việc làm cho các thành viên trong tổ hợp tác, đồng thời là thu mua cái nguyên liệu là tinh bột nghệ trên địa bàn, tạo việc làm, công việc làm cho bà con. Với cái doanh thu là mỗi tháng bình quân là từ 50 đến 70 triệu. Đây là một cái bước đầu được khởi tín hiệu đáng mừng. Sắp tới thì là tổ hợp tác sẽ vươn ra, bởi vì cái nghề thì có cái thời gian sản xuất là theo mùa vụ. Ngoài cái mùa vụ rồi á, thì tổ hợp tác vươn ra sẽ dịch vụ cho các cái sản phẩm khác, ví dụ như là với các cái loại bột, tinh bột, sấy cho các tinh bột để tạo công ăn việc làm, đồng thời là tạo điều kiện cho cái việc là thu mua sản phẩm trên địa bàn cho bà con. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay xã Văn Thủy có 25 hectare đất chuyên trồng nghệ, năng suất bình quân đạt 18 đến 20 tấn một hectare, sản lượng ước đạt trên 2.500 tấn. Việc thành lập và đi vào hoạt động của tổ hợp tác chế biến tinh bột nghệ xã Văn Thủy sẽ góp phần quan trọng trong việc bao tiêu nghề thương phẩm cho bà con nông dân trong vùng, đồng thời tiến tới đăng ký chất lượng sản phẩm, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, chế biến tinh bột nghệ nhằm tạo ra sản phẩm nông sản sạch giúp địa phương thực hiện thành công đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp. Đang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Lệ Thủy thực hiện đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.